Yến xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, hôm nay thì Yến tiếp tục đi bàn giao 7 cây nước mà ngày hôm trước là Yến có đi khảo sát 7 hộ bà con không có nước sạch sử dụng. Và các cây nước được các cô chú anh chị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm giúp đỡ cho bà con. Mỗi cây nước là 6 triệu đồng. Dạ thì hôm nay Yến đi bàn giao, Yến cũng xin thay mặt cho bà con xin cảm ơn cô chú anh chị mạnh thường quân rất nhiều đã giúp đỡ cho bà con những cái nguồn nước sạch ý nghĩa. Dạ thì hôm nay là mình đi bàn giao 7 cây nước thì mỗi hộ là còn được nhận thêm sự giúp đỡ là của chú Hùng Huỳnh ở Mỹ tặng cho mỗi hộ gia đình là được một bọc lạp xưởng là nửa ký là 85.000 đồng. Dạ xin cảm ơn chú giúp đỡ thêm phần này. Bây giờ Yến mời cô chú anh chị cùng Yến mình đi đến từng hộ để mình xem bàn giao cây nước nha. Dạ cô ơi, con chào cô. Dạ nay con đến để bàn giao cây nước á cô ơi. Dạ cây nước bữa giờ xài được không cô? Xài được rồi ha. Dạ nay con đến bàn giao, hôm bữa thì con có thông báo với cô là được chú Ngọc Trần ở bên Mỹ tặng cho gia đình mình cây nước ha cô ha. Đây có chú Hùng Quỳnh ở Mỹ tặng thêm bịch lập xưởng nữa cho gia đình mình. Con cũng cảm ơn cô chú Mạnh Quân. Dạ. Được cây nước cũng mang ơn nhiều lắm. Dạ. Rồi vậy bây giờ cô mở motor giùm con để con mở cho cô chú coi ha. Giờ lên mặt lên cho mở ra giùm. Dạ. Ồ cô kỹ quá, hàng sắt rồi hàng lại bích bùng luôn hả? Dạ đây là cô chú anh chị, cây nước nhà của cô Thương. Dạ cây nước cũng rất mạnh ha cô ha. Nước cực kỳ mạnh luôn. Dạ nước cũng trong rồi đó, cô xài càng lâu rồi nó càng trong nhiều hơn ha cô ha. Dạ rồi đứa ơi cô ơi, tắt giùm con đi. Dạ em chào chị. Nay em quay lại đây để bàn giao cây nước, hôm bữa em có báo cho chị đó. Dạ dạ cây nước xài được không chị? Nước trắng phao ha. Chị em xin nói cái này phần cây nước hôm bữa ha là được chị Daisy Yến Tắc ở bên Mỹ tặng cho mình cây nước là 6 triệu đồng. Bữa nay có chú Hùng Quỳnh ở Mỹ tặng cho mình thêm một lật xưởng ha chị ha. Cảm ơn chú bên bản cho được lật xưởng bọc của mình. Chị Daisy Yến Tắc á. Daisy Yến Tắc cho mình cây nước sạch ha. Cho cây nước sạch rồi cũng cảm ơn chị bản ha. Tại vì được nước sạch xài cũng mừng lắm rồi ở đây, tại vì xài nước sông thôi được cây nước thì mừng quá trời mừng luôn rồi. Dạ bây giờ chị mở nước giùm em ha để em kiểm tra thử ha. Chị ghim điện đi, em ở đây em coi. Phần nước của chị ở đây nè, chị đã lấy cái hùng múa rồi lấy đồ để che chắn lại nè để cho nó đừng có bị ướt cái motor. Đây nè cô chú anh chị thấy cây nước của nhà chị rất là mạnh. Cây nước này là được chị Daisy Yến Tắc ở bên Mỹ chị giúp đỡ cho chị hộ chị Sơn Thị Nga phải không chị? Rồi được rồi chị ơi ha. Nước sạch hả chị? Dạ trong đẹp luôn. Rồi đó. Đây cây nước của chị Sơn Thị Nga cũng rất là mạnh. Dạ con chào bà. Dạ bà là bà Lâm Thị Hai phải không bà? Dạ hôm bữa con có đến thông báo với bà là được Mạnh Thường Quân giúp cho mình cây nước đó bà. Dạ nhà của mình là được chị Trung Mỹ Thu ở bên Mỹ giúp cho mình cây nước là 6 triệu đồng. Dạ bữa nay con đến bàn giao. Dạ bữa nay có chú Hùng Huỳnh ở Mỹ tặng cho mình thêm bọc lạp xưởng nửa ký ha bà ha. Cảm ơn mấy cậu Mạnh Thường Quân giúp cho tôi cây nước. Bữa nay con đến để bàn giao cái cây nước này ha bà ha. Lập xưởng ha bà để ở nhà ăn ha bà ha. Mở ra giùm con. Cây nước chỗ nhà của bác Hai nè cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị thấy cây nước cũng rất là mạnh. Cũng nước rất là trong. Thì cái này mình mới khoan xong thôi, mình xài càng lâu là nước nó sẽ càng trong hơn nữa. Này được rồi ha bà ha. Được rồi. Rồi rút ra đi anh. Em chào chị. Cho em hỏi phải nhà của anh Tú không chị? Dạ phải. Bữa nay anh Tú không có nhà hả chị? Dạ. Chị là gì của anh Tú? Chị là chị ruột con cậu. Chị ruột của anh Tú ha. Anh đi làm hả chị? Đi làm ở xa. Bữa nay em đến để bàn giao cây nước, tại hôm bữa có thông báo với anh Tú là được cô Lu Chi và cô Thu Cúc ở bên Úc có tặng cho gia đình anh Tú một cây nước là 6 triệu đồng. Bữa nay em đến bàn giao ha chị ha. Với hai cô có giúp đỡ cho mình thêm số tiền là 532.000 thì em trao chẳng là 540.000 để
giúp đỡ cái phần này để cho anh nó là chán lại cái chỗ cây nước cho nó sạch. Dạ. Còn thôi là làm mái che lại để cho bảo dưỡng cây nước ha chị ha. Dạ. Dạ. Ở đây có chú Hùng Quỳnh ở bên Mỹ có tặng cho mình bột lạp xưởng. Dạ dạ, vậy thay mặt của ông Tú xin cảm ơn Mạnh Thường Quân tài trợ cho. Dạ. Rồi rồi, vậy xin dạ. cảm ơn nha. Dạ. Dạ. Rồi vậy bây giờ em sẽ mở để kiểm tra cái cây nước coi nó xài được không ha chị dạ. ha. Dạ. Rồi bây giờ chị qua đây coi với chung với em ha. Dạ. À, đây cái cây nước thì để cái motor ở trọng á cô chú anh chị. Rồi chú mở giùm con chú ơi. Để cái motor trong kia. Ghim vô giùm con chú ơi. Dạ, à, đây cây nước này cô chú anh chị. Dạ. À cây nước này cô chị thấy mạnh không? Dạ, dạ mạnh. Dạ được rồi ha chị ha. Nước rất là trong, rất là sạch luôn. Dạ, đây mình để vô lu mình xài ha. Dạ. Rồi tắt đi chú ơi. Dạ. À, đây cô chú anh chị thấy nước rất là mạnh nha. Dạ em chào chị. Dạ. À nay em quay lại để bàn giao cây nước đó chị. Dạ. À hôm bữa em có thông báo với chị cây nước của mình được vợ chồng chị Sung ở bên Úc tặng cho mình cây nước 6 triệu ha. Hôm nay em vô bàn giao, nay nước xài được không chị? Được, giờ bơm lên rồi. À, bơm lên rồi ha, mạnh không? Mạnh, mạnh ha. Dạ, rồi. Rồi chút nữa vô dẫn em vô coi ha. Bây giờ có này có chú Hùng Huỳnh ở Mỹ tặng thêm bột lạp xưởng cho mình ăn ha. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân. À dạ. Dạ. À, cây nước thì của gia đình chị Sung ở bên Úc là tặng cho mình. Vậy bây giờ mình vô coi cây nước ha chị ha. À, cây nước để bên đó. À để trước hả? Để trước nhà hả? Ở sao để xa nhà quá vậy? Không, tại vì nó tính nữa, tại vì đất ở đây của bà lão á, giờ bà cho ở trên nhà bên đó thì nào giờ nhà cái đó nên xây cái đó cho gần. À coi như là để bển là kéo ống qua đây xài đỡ ha. Rồi mai mốt rồi chừng nào có đổi nhà thì qua bển xài ha. Rồi vậy chị dẫn em ra ngoài ha. Dạ. Rồi bây giờ mình mở nước mình kiểm tra thử ha chị ha. Dạ. Cái nước ở đây là chị đã làm cái mái che lại luôn rồi nè. Dạ. Rồi. Rồi bác ơi bác mở giùm con ơi bác. Dạ, đây, cô chú anh chị thấy nước được hả chị ha. Rồi nước rất là mạnh luôn. Rồi. Dạ, dạ, chị thấy được không? Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ, dạ, có cây nước mừng không chị? Mừng. Dạ, rồi. Rồi tắt đi bác ơi, dạ. Dạ ha chị dạ. ha, dạ. À, em chào anh ha. Dạ, dạ anh là hộ của chú Lâm Đẹp phải không anh? Dạ, dạ hôm bữa có gặp được cô á thì dạ. Báo cho cô biết là được Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho mình nhà mình cây nước ha. Dạ, dạ. Dạ này có bột lạp xưởng là của chú Hùng Huỳnh ở Mỹ tặng cho dạ, gia đình dạ. mình. Xin cảm ơn chú Hùng Huỳnh ở Mỹ ha. Dạ. À, phần mà cây nước thì được cô Bốn ở bên Virginia Mỹ thì có tặng cho mình cây nước là 6 triệu đồng. Dạ, dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. À, bây giờ mình mở cây nước lên để thử ha anh ha. Dạ. Đây cô chú anh chị, đây phần cây nước nhà của chú Lâm Đẹp đây. Dạ nước là lên rồi ha cô chú anh chị. À, anh thấy nước được chưa anh? Dạ được rồi. Được rồi ha. Dạ này là của cô Bốn ở bên bờ chính nhà Mỹ tặng cho gia đình mình. Dạ thì cái này một cây nước này là cái hai gia đình xài lẫn đó cô chú anh chị. Dạ. Rồi tắt đi anh. Dạ. Dạ kính thưa cô chú anh chị, thì như thông báo thì hôm nay là đáng lẽ ra là mình pha bàn giao là 7 cây nước, nhưng mà do có một cái cây nước thì thợ có báo với Yến là bị trục trặc cho nên hôm nay là mình chưa bàn giao được, thì Yến chỉ bàn giao được 6 cây nước thôi. Còn một cây nước bàn giao nữa thì Yến sẽ để bữa hôm sau Yến sẽ đến bàn giao và chia sẻ đó cho cô chú anh chị xem. Dạ Yến cũng một lần nữa xin thay mặt cho bà con xin cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho bà con những cái cây nước sạch rất là ý nghĩa. Và sắp tới Yến cũng còn rất là nhiều vùng là hiện tại là bà con thiếu nước sạch sử dụng, Yến sẽ tranh thủ đi khảo sát và chia sẻ cho cô chú anh chị xem. Một lần nữa xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều và Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.